Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Ở video này xin giới thiệu đến các bạn cái cầu các đăng phanh đĩa tim ốc chéo 7 chéo 8 11. Hôm trước thì có làm một cái video về cái cầu tim ốc chéo 7 10, thì hôm nay sẽ làm một cái video về tim ốc chéo 8 11 đây các bạn này. 8 11. Cái G này là G90. Nó vừa với này những cái dòng bánh ATV này. Đấy. Cầu phanh dầu này thì bên em có các loại, các kích thước từ 70, 80, 90, 1m, 1m1, 1m2 đều có hết. Đấy. Phanh dầu này. Thì tí nữa em sẽ lắp cho các bạn xem. Đấy, thì cái kích thước đo tổng thể của cái cầu này theo tính theo cái chiều dài mặt tambua này là 7 là 1 mét. Đấy. Thì có khách hàng thì mua 90, có khách hàng thì mua 1 mét. Thì cái đấy là tùy. Đây như cái cầu này là cầu 90 của khách hàng đặt. Đấy, ốc thì rất là đẹp. Ốc này là ốc chéo ốc có mũ chụp. Đây, sau khi lắp xong hoàn chỉnh thì cái cầu nó sẽ như thế này. Cái khoảng cách cái đĩa lắp trên bánh nó vẫn rất là rộng. Đấy. Các bạn hoàn toàn không sợ là bánh bị chạm. Đây, với cái đĩa và cái bánh vẫn còn cách nhau 5 cm nữa. Giữa cái củ phanh và cái bánh còn cách nhau 3 cm nữa. Đấy, rất là thoải mái. Đối với những cái vành 12 thì là rất là thoải mái. Đây là cái bánh 255.
trên 30 trừ 12. Cái bánh này có bản rộng là 20 cm. Chiều cao bánh của nó là 46 cm. Với một cái cầu 90 thì khi nắp cái bánh này lên nó sẽ ra là 1m12. Thêm 1m này. Đấy. Nó sẽ ra là 1m13. Với cái bánh bản rộng 20, khi các bạn nắp vào cầu 90 thì nó sẽ ra 1m13 các bạn nhé, chứ không phải là ra một thân bánh, mà cũng không phải là ra hai thân bánh, bởi vì cái vành nó lõm vào trong. Ngoài ra thì đối với cái dòng bánh này thì nó còn có một cái miếng mặt bích nó sẽ đậy vào đây nữa. Đấy, thì cái mặt bích thì mình sẽ đưa khi các bạn lấy hàng. Đây, cái mặt bích ở đây. Cái mặt bích này khi nắp vào nó đóng rất là chặt, cho nên là bên mình thường nó sẽ không đóng trước, để cho khách hàng về nhà lắp ráp rồi khách hàng đóng vào sau. Nó chỉ là cái lấy cài bình thường thôi. Đấy. Các khách hàng này có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên.